vì sao 22 chung cư mini và gần 16.500 nhà trọ ở Hà Nội dừng hoạt động. Trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai một đợt kiểm tra, rà soát toàn diện về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Đây là một nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế tối đa các vụ cháy nổ có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra toàn bộ 36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, đã phát hiện và xử phạt 3.134 cơ sở với tổng cộng 4.310 hành vi vi phạm, thu về số tiền phạt hơn 12,8 tỷ đồng. Đồng thời, 672 cơ sở đã bị tạm đình chỉ hoạt động, 75 cơ sở khác đang trong tình trạng bị đình chỉ và 16.479 cơ sở được yêu cầu dừng hoạt động. Đối với chung cư mini, đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở, tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động. Tất cả các chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện đúng các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, lực lượng chức năng đã kiểm tra 5.808 cơ sở. 435 cơ sở bị xử phạt với 636 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 487 triệu đồng. Ngoài ra, 9 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động, 1 cơ sở đang bị đình chỉ và 129 cơ sở được yêu cầu dừng hoạt động. Kiểm tra 935 cơ sở trường mầm non và nhóm trẻ, kết quả cho thấy 59 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 200 triệu đồng. Có 23 cơ sở bị tạm đình chỉ, 2 cơ sở đang bị đình chỉ và 32 cơ sở được yêu cầu dừng hoạt động. 100% chủ đầu tư đã ký cam kết thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan chức năng đã kiểm tra 443 cơ sở phòng khám tư nhân. 34 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền phạt là 203 triệu đồng. Một cơ sở bị tạm đình chỉ, một cơ sở đang bị đình chỉ và 16 cơ sở khác được yêu cầu dừng hoạt động. Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra 317 chung cư, phát hiện và xử phạt 4 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 93 triệu đồng. Hai cơ sở bị tạm đình chỉ và hai cơ sở khác đang bị đình chỉ hoạt động. 700 cơ sở không phép hoặc sai phép đã bị kiểm tra, trong đó 155 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền phạt hơn 1,3 tỷ đồng. 28 cơ sở bị tạm đình chỉ, 9 cơ sở đang bị đình chỉ và 50 cơ sở khác được yêu cầu dừng hoạt động. Trên địa bàn Hà Nội, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nghiêm trọng nhất phải kể đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân vào tháng 9 năm 2023, khiến 56 người thiệt mạng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 24 tháng 5, một vụ cháy nhà trọ kết hợp kinh doanh xe điện ở quận Cầu Giấy đã làm 14 người tử vong. Những vụ việc này đã gây chấn động dư luận và làm dấy lên mối lo ngại về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Sau các vụ cháy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng các quận, huyện, thị xã tiến hành tổng rà soát các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao để có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm đã được thực hiện một cách nghiêm túc và đồng bộ với sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng. Theo người đứng đầu Công an thành phố Hà Nội khẳng định, kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm đã đạt được những kết quả tích cực. Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu 16.479 nhà trọ và 22 chung cư mini trên địa bàn phải dừng hoạt động. Tất cả các chủ đầu tư đều đã ký cam kết thực hiện đúng các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân và hạn chế tối đa các nguy cơ cháy nổ. Đối với các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, trường mầm non, nhóm trẻ và phòng khám tư nhân, các biện pháp kiểm tra và xử lý cũng đã được triển khai mạnh mẽ. Số lượng cơ sở bị xử phạt và tạm đình chỉ hoạt động là rất lớn, cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra và giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Các chủ đầu tư và người dân cũng được yêu cầu nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng cháy, chữa cháy cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân. Các lớp tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy sẽ được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện cho người dân và các cơ sở kinh doanh nắm vững các kỹ năng cần thiết để ứng phó kịp thời trong trường hợp có sự cố cháy nổ xảy ra.